Nga công bố video quân đội Ukraine bắt cóc thường dân. Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát New York, quân Ukraine không thể chống đỡ, pháo đài của Kiev sụp đổ. Kế hoạch cung cấp vũ khí của Đức cho Ukraine rơi vào bế tắc. Tình hình chiến sự Ukraine ngày hôm nay, Nga sẽ đáp trả nếu Kiev tấn công cơ sở hạt nhân. Video lực lượng Kiev bắt cóc thường dân được phát hiện trên camera hành động của tù binh chiến tranh, theo Moscow. Một số chiến binh Ukraine tham gia cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev vào Kursk đã thừa nhận giúp vận chuyển thường dân Nga đến một địa điểm không xác định. Chi tiết này được đưa ra khi các binh sĩ Ukraine, những người đã đầu hàng hoặc bị bắt trong cuộc tấn công, cung cấp bằng chứng video từ camera gắn trên người của họ. Đoạn phim cho thấy các chiến binh Ukraine có vũ trang hộ tống những người đàn ông Nga, một số người trong số họ bị đánh đập, bịt mắt và trói tay từ nhà riêng và cưỡng ép họ vào một chiếc xe tải. Họ được cho là thường dân bị bắt cóc ở làng Goncharovka, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 8 km. Trong quá trình thẩm vấn, những tù binh Ukraine bị bắt giữ được yêu cầu trình bày chi tiết về đoạn phim và giải thích họ đang chở ai lên xe và tại sao. Một trong những tù binh tuyên bố rằng những người đàn ông này là lính nghĩa vụ Nga bị quân Ukraine bắt giữ, nhưng thừa nhận rằng ít nhất 3 người trong số họ thực sự là thường dân đang đến thăm ai đó. Một tù binh Ukraine khẳng định đơn vị của họ chỉ có nhiệm vụ đi bắt giữ người dân và giao cho quân đội cảnh. Người này cho hay họ không biết tại sao dân thường lại bị bắt, nhắc lại rằng nhiệm vụ của họ chỉ là vận chuyển họ. Các tù binh Ukraine cho biết họ đã phục vụ trong quân đội từ mùa xuân năm ngoái với tư cách là trinh sát mặc dù không thuộc lĩnh vực chuyên môn của họ. Một tù binh thừa nhận đã được huấn luyện ở Đức, trong khi một người khác khẳng định anh ta chỉ được huấn luyện quân sự cơ bản. Đoạn video thẩm vấn do Thiếu tướng Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga thực hiện, đã được đăng trên Telegram cuối tuần trước. Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực biên giới Nga nhằm mục đích chuyển hướng lực lượng của Moscow khỏi mặt trận phía đông, gây tổn thất tối đa, làm mất ổn định tình hình ở Nga và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải tham gia vào một tiến trình đàm phán công bằng. Trong khi cuộc tấn công nhanh chóng bị quân đội Nga ngăn chặn, một số khu dân cư trong khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Theo quyền thống đốc vùng Kursk, ít nhất 12 thường dân Nga đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong cuộc tấn công xuyên biên giới với hơn 120.000 cư dân phải sơ tán. Cuối tuần trước, ông Alaudinov tuyên bố rằng quân dự bị của Ukraine được triển khai trong khu vực đang cạn kiệt do binh lính đầu hàng hàng loạt trong những ngày gần đây. Tổng thống Putin và các quan chức Nga đã nhấn mạnh rằng không thể có các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev chừng nào quân đội Ukraine nhắm vào dân thường và đe dọa nhà máy điện hạt nhân Kursk. Thật không may, New York đã kết thúc, thị trấn đã bị chiếm giữ. Tạp chí Focus dẫn thông báo của Lữ đoàn 46 Ukraine cho hay, Nga giành quyền kiểm soát New York. Ngày 19 tháng 8, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn New York, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Theo hãng thông tấn Nga, trong nhiều năm qua, Ukraine đã xây dựng tại đây những phòng tuyến mạnh mẽ để che chắn hướng tiến công, biến thị trấn này thành một pháo đài. Vì vậy, việc giành được quyền kiểm soát New York đóng vai trò rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Nga. Tính đến ngày 17 tháng 8, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 90% thị trấn, 10% còn lại do Ukraine nắm giữ. Tới ngày 18 tháng 8, các nhóm tấn công của lực lượng Nga đã loại bỏ tàn quân Ukraine và đẩy lùi đối phương ra khỏi thị trấn. Sau khi giành quyền kiểm soát New York, lực lượng Nga đang bắt đầu các đợt tấn công vào Netepoka, khu định cư nằm giữa Novgorodsky và Torezh. Truyền thông Ukraine cũng đã loan tin về việc thị trấn New York nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Tối 18 tháng 8, các kênh Telegram do quân đội Ukraine điều hành đã báo đi thông tin lực lượng Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn New York. Bản đồ do chiến sự do các kênh này công bố cho thấy chỉ còn một phần rất nhỏ của thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, thông qua kênh Telegram chính thức, Lữ đoàn Không vận độc lập số 46 của Ukraine đã thông báo về việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thị trấn New York. Thật không may, New York đã kết thúc, thị trấn đã bị chiếm giữ, thông báo của Lữ đoàn 46 cho hay. Lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Torezh từ hai hướng. Họ đã tiếp cận các thành phố Grodno, Novgorodka và đã chiếm được các thị trấn New York cũng như Kadanogodoka. Ngoài ra, theo các binh sĩ này, một mối đe dọa mới đã xuất hiện khi lực lượng Ukraine bị Nga vây hãm ở cả hai bên bờ Tây và Đông của sông Volchia. Lực lượng Nga sau khi tiến ra quốc lộ
đã bắt đầu tiến vòng qua Uleda từ phía đông bắc. Lực lượng của đối phương đang lan rộng khắp khu vực, tốc độ tiến quân rất nhanh. Hiện khả năng tấn công của họ ở đây không bị giới hạn bởi sức chống cự của chúng tôi, mà chỉ phụ thuộc vào lực lượng dự bị của họ mà thôi, Lữ đoàn 46 cho hay. Thông tin về việc Nga giành quyền kiểm soát New York đã được một trung úy quân đội Ukraine nói với biệt danh Alex xác nhận. Thật không may, điều đó đúng với New York, viên trung úy nói. Trước đó hôm 12 tháng 8, dẫn lời ông Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thông báo, nhóm quân Ukraine giữa Donetsk và New York tỉnh Donetsk đã bị bao vây. Theo nội dung đăng tải cùng ngày về cuộc trò chuyện giữa nhà báo chiến trường người Mỹ Miller với các thành viên lực lượng vũ trang Ukraine đang tham chiến tại Kursk, nhiều binh sĩ cũng bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch tấn công vào Kursk sẽ khiến Ukraine trả giá bằng các thành phố ở Donetsk. Một quân nhân với biệt danh Denis nói New York sẽ bị chiếm giữ 100%. Ông đồng thời dự đoán lực lượng Nga có khả năng chiếm cả Chasivtsa và Tozhet. New York nằm ngay phía nam thành phố Donetsk và là điểm tựa quan trọng trong thế trận đang bị bao vây của Ukraine sau khi Kiev rút quân khỏi Avdiivka vào tháng 2 năm nay. Tạp chí do Mỹ thực hiện, mục tiêu lớn tiếp theo của Nga hiện nay là thành phố Chasivtsa, nên việc Ukraine để mất Donetsk và New York, hai điểm cách Chasivtsa 15-17 dặm về phía nam, sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với sườn phía nam thành phố này. Trong 8 năm xung đột ở Donbass và 2 năm rưỡi chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Ukraine luôn sử dụng New York để pháo kích Goloka, thành phố tại Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Do đó, việc giành quyền kiểm soát New York sẽ giúp Nga loại bỏ một mối đe dọa đối với Goloka, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công của Nga vào thành phố Donetsk lân cận. Thành công ở khu vực này cũng sẽ cải thiện vị trí của lực lượng Nga trong cuộc tiến công vào Chasivtsa, mở đường trực tiếp đến Kotatinoka, thành phố công nghiệp ở Donetsk và mở ra cơ hội tấn công vào khu vực tập trung Slavyansk-Kramatorsk. Hãng thông tấn Nga cho biết thêm rằng ngoài New York, quân đội Nga cũng đang tiến về hướng Pokrov. Theo truyền thông Ukraine, trong 3 ngày qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều khu định cư cùng lúc và chính quyền Ukraine đã phải ra lệnh sơ tán tại Selidovo, Pokrov và Minograd. Theo giới chuyên gia, hiện chưa rõ Ukraine có thể ngăn chặn những cuộc đột phá của lực lượng Nga như thế nào trong bối cảnh nhiều đơn vị được huấn luyện bài bản của Kiev đã được điều động tham gia vào chiến dịch tấn công ở tỉnh Kursk của Nga. Theo báo cáo nội bộ từ Bộ Quốc phòng Đức, yêu cầu của Kiev về phụ tùng thay thế cho pháo tự hành 2000 do Berlin cung cấp đã không được đáp ứng, khiến lực lượng Ukraine không thể sử dụng loại pháo này trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga. Báo cáo cho biết trường hợp của pháo tự hành 2000 là một trong khoảng 30 lĩnh vực hỗ trợ ưu tiên trị giá khoảng 3 tỷ euro mà Đức cam kết hỗ trợ Ukraine chưa được đáp ứng, cùng các lĩnh vực khác bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh và thiết bị bay không người lái. Nguồn cung từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Đức không thể được đảm bảo như đã lên kế hoạch và cam kết, báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, đồng thời cảnh báo rằng hỗ trợ chung đang gặp rủi ro. Theo báo cáo của truyền thông Đức, biện pháp khẩn cấp tiết kiệm chi phí của chính phủ Đức nhằm đóng băng viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh khủng hoảng ngân sách đang diễn ra trong nước đã làm gián đoạn không chỉ viện trợ trong tương lai, mà còn cả kế hoạch cung cấp vũ khí, thiết bị và đạn dược mà Bộ Quốc phòng Đức đã cam kết. Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner đã gửi một lá thư tới Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này về nhu cầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine trước động thái thắt lưng buộc bụng, đồng thời cam kết sẽ gửi những gì đã cam kết. Bữa tiệc đã kết thúc và nồi cũng đã cạn, một nguồn tin chính phủ nói với giới truyền thông khi thảo luận về việc đóng băng viện trợ cho Ukraine. Cuộc khủng hoảng ngân sách của Đức diễn ra trong bối cảnh cường quốc kinh tế châu Âu này đang phải đối mặt với suy thoái trong phần lớn 2 năm rưỡi qua, sau khi cắt đứt khỏi nguồn cung dầu của Nga. Các nhà sản xuất lớn phải rời khỏi đất nước để tìm kiếm năng lượng rẻ hơn với thuế suất thấp hơn. Đức là nhà viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine trong NATO chỉ sau Mỹ. Theo Viện Kinh tế Thế giới, Kiev Berlin đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 10,2 tỷ euro viện trợ vũ khí. Đức đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí bao gồm từ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder đến hệ thống tên lửa tầm xa và Patriot, súng phòng không, hệ thống tên lửa phóng loạt, tên lửa Stinger, thiết bị bay không người lái, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh thời Liên Xô còn lại từ Đông Đức cũ. Lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã bắt đầu chuẩn bị một cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk, có thể dẫn đến một thảm họa nhân đạo quy mô lớn ở châu Âu.
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo về điều này. Bà Zakharova cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và các tổ chức khác lên án các hành động khiêu khích do Ukraine đang chuẩn bị. Nhà ngoại giao Nga nhắc lại rằng những hành động như vậy không chỉ gây ra mối đe dọa cho các nhà máy hạt nhân mà còn đe dọa các quy định của IAEA về an toàn hạt nhân. Toàn bộ cộng đồng quốc tế phải hiểu mối nguy hiểm mà chính quyền Kiev có thể gây ra cho lục địa châu Âu, bà Zakharova tuyên bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các nỗ lực đe dọa và khủng bố chống lại khu vực và cộng đồng quốc tế phải được ngăn chặn một cách dứt khoát thông qua những nỗ lực chung. Liên quan tới vấn đề này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nếu nhà máy điện hạt nhân Kursk bị tấn công, hành động trả đũa cứng rắn sẽ được đáp trả nhằm vào Kiev. Mục đích hành động khiêu khích của Ukraine là cáo buộc Nga tự bắn cơ sở hạt nhân của mình nhằm tạo cơ sở cho việc tấn công các cơ sở năng lượng hạt nhân của Ukraine. Đồng thời, coi hành động của phía Ukraine nếu thực hiện là vi phạm Công ước Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về ngăn chặn các hành vi khủng bố hạt nhân. Nếu chính quyền Kiev bắt đầu thực hiện các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa hạt nhân ở khu vực châu Âu với vùng ô nhiễm phóng xạ rộng lớn, các biện pháp quân sự cứng rắn sẽ ngay lập tức được thực hiện để đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo. Tổng giám đốc tập đoàn Rosatom Alexei Likhachev cho biết trong một cuộc trò chuyện với chủ tịch IAEA Rafael Grossi rằng tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk tiếp tục xấu đi do hành động của Ukraine. Ông Likhachev lưu ý rằng hành động của quân đội Ukraine làm suy yếu các quy định của IAEA về an toàn hạt nhân, đồng thời mời lãnh đạo IAEA đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk và thị trấn vệ tinh Kuchatov. Về phần mình, ông Grossi bày tỏ sẵn sàng tham gia đánh giá tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tổng thống Ukraine công bố mục tiêu chính của chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào vùng Kursk. Một trong những mục tiêu để Kiev kiểm soát khu vực Kursk là tạo ra vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Đó là tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố trong thông điệp video phát vào tối qua. Ông Zelensky cũng kêu gọi các đối tác phương Tây và Mỹ nhanh chóng cung cấp hỗ trợ quân sự quân đội nước này. Đối với việc viện trợ quân sự, các đối tác của chúng tôi cần phải tăng tốc. Chúng tôi thực sự cần điều này. Chiến tranh không có ngày nghỉ, ông Zelensky tuyên bố. Các đối tác phương Tây cần phải thiết lập hệ thống hậu cần và viện trợ kịp thời để cung cấp vũ khí cho Ukraine như một phần của cam kết đã hứa. Trong khi đó, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak xác nhận Kiev đã thảo luận với các đối tác phương Tây về cuộc tấn công sắp xảy ra vào lãnh thổ khu vực Nga. Có một số việc cần phải được thực hiện với yếu tố bất ngờ, nhưng đó là cấp thấp. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận với các quốc gia đối tác, nhưng điều đó không được công khai, ông Podolyak tiết lộ. Washington đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không liên quan đến cuộc tấn công của AFU vào khu vực Kursk. Vào ngày 13 tháng 8, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết Mỹ không tham gia vào việc lên kế hoạch cho hoạt động này. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Reeder cũng phủ nhận việc Mỹ chấp thuận cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Đồng thời, ông lưu ý rằng việc Kiev sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga nằm trong khuôn khổ chính sách do Mỹ thiết lập. Vào ngày 16 tháng 8, trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Pachusev gọi những tuyên bố của chính quyền Mỹ về việc không liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk là dối trá. Ông giải thích rằng nếu không có sự tham gia vào hỗ trợ trực tiếp của Washington, Kiev sẽ không mạo hiểm xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Alexei Chepa cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Mọi thông tin tình báo và trinh sát vệ tinh đều chủ yếu từ Mỹ và các nước châu Âu, đó là máy bay Mỹ bay dọc biên giới. Vì vậy thật nực cười khi nói rằng phương Tây không biết điều gì đó. Có lẽ không phải ai cũng cần được thông báo. Ông Chepa nhấn mạnh Mỹ tham gia tích cực vào việc lên kế hoạch tấn công khu vực Kursk giống như các nước NATO khác. Ukraine chỉ có thể điều chỉnh những chi tiết nhỏ của chiến dịch quân sự này. Chiến tuyến miền đông Ukraine căng thẳng, Kiev mất kiểm soát làng New York. Bộ Tổng tham mưu Ukraine AFU thông tin trong ngày qua đã ghi nhận gần 100 cuộc đụng độ trên khắp tiền tuyến. Điểm nóng nhất vẫn là theo hướng Porosky và đã có thông tin phía Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng chiến lược New York thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nhưng cần có thông tin kiểm chứng từ hiện trường. Trên lãnh thổ Ukraine, phía Nga đã tổ chức 3 cuộc tấn công tên lửa bằng 3 tên lửa, 64 cuộc không kích, thả 58 bom lượn KAB. Ngoài ra, Moscow đã sử dụng 463 UAV tự sát và thực hiện 2.668 cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ và dân sự của Ukraine, Bộ Tổng tham mưu AFU thông báo. Cụ thể, trên hướng Kharkov, phía Nga đã 6 lần tấn công các vị trí ở khu vực Vochan và Lipsov. Trận chiến ở Vochan vẫn đang diễn ra.
quân phòng thủ Ukraine ở hướng Kharkov đã hạ gục và làm bị thương hơn 60 quân binh, phá hủy một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, hai hệ thống pháo binh, 28 UAV tự sát, 4 xe dã chiến và 2 đơn vị thiết bị đặc biệt của quân đội Nga. Phía Nga cũng đã 8 lần tấn công các vị trí của Ukraine trên hướng Kupian, gần các khu định cư Brestovoi và Stemakhovka. Các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 7 đợt tấn công. Trên hướng Liman, quân Nga đã tấn công hàng phòng thủ Ukraine 17 lần tại các khu vực Makeka, Nesky, Grikovka, Novogorovka và Dibrova. Theo hướng Siversky, Moscow đã cố gắng đánh bật lực lượng phòng thủ khỏi các vị trí trong khu vực Spinoy, VMK và Pereny nhưng bất thành. Theo hướng Kramatorsk, binh lính Ukraine đánh bật 7 đợt tấn công gần Chasovka và Ivanovka. Theo hướng Torez, phía Nga với sự hỗ trợ của hàng không đã tấn công các vị trí gần Severny, Torez và Jelani 14 lần. Hiện tại các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục. Hiện tại phía Nga tập trung tấn công ở hướng Porosky. Trong ngày đã ghi nhận 35 cuộc tấn công vào các vị trí Vovizhenka, Miroliboka, Novochosky, Novogorodoka, Gorodoka, Nikolaika, Jelani và Javetny. Nga đã mất 270 quân nhân, một xe tăng và 6 phương tiện chiến đấu bị phá hủy. Theo hướng Kurakovsky, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 4 nỗ lực tấn công từ phía Nga. Binh sĩ Moscow cũng cố gắng tiến đến Konstantinovka. Ở hướng Dremovsky, binh sĩ Nga đã cố gắng tấn công tuyến phòng thủ phía trước gần Uleda. Giao tranh được ghi nhận chưa có kết quả. Theo hướng Dnipro, các bên vẫn giữ nguyên vị trí. Báo Kiev Independent của Ukraine dẫn các thông tin từ chiến trường đăng tải, AFU tiếp tục phá hủy các cây cầu quan trọng tại khu vực Kursk. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk đã đăng tải đoạn video trên trang Telegram cá nhân miêu tả hoạt động không kích của AFU. Lại thêm một cây cầu nữa, ông Olechuk viết. Mặc dù không nêu chính xác vị trí của cây cầu, kênh Telegram Mash của Nga cho biết đó là một cây cầu bắc qua sông Sem gần làng Vanoi. Báo cáo này cũng khẳng định rocket HIMARS do Mỹ viện trợ được sử dụng trong cuộc tấn công. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cây cầu quan trọng thứ hai bị AFU phá hủy trong những ngày gần đây và sẽ tiếp tục cản trở khả năng tiếp tế của quân Nga cho quân đội trong khu vực giao tranh. Theo AFU, chiến dịch tấn công xuyên biên giới nhằm vào khu vực Kursk đã kéo dài 10 ngày. Kiev tuyên bố đã chiếm được 1.150 km2 lãnh thổ và 82 khu định cư, bao gồm thị trấn Suza. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết chính quyền của ông sẽ yêu cầu các đồng minh phương Tây thực hiện thêm những bước đi táo bạo để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev, coi Vương quốc Anh là quốc gia từng thể hiện vai trò lãnh đạo thực sự nhưng hiện đang tụt hậu. Trong bài phát biểu hàng ngày, ông Zelensky bày tỏ ý định sửa chữa tình hình khi các đồng minh phương Tây bị cáo buộc hạn chế năng lực tầm xa của Ukraine và ngăn cản Kiev sử dụng toàn bộ vũ khí được tài trợ để hỗ trợ cho cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Khả năng tác chiến tầm xa của lực lượng chúng ta là câu trả lời cho tất cả những vấn đề quan trọng nhất, chiến lược nhất của cuộc chiến này, ông nói. Ông hứa sẽ tăng cường công tác ngoại giao với Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác để xóa bỏ mọi rào cản trong việc sử dụng vũ khí. Đặc biệt chúng ta đã thấy trong suốt cuộc chiến này rằng Vương quốc Anh đã thể hiện sự lãnh đạo thực sự về vũ khí, chính trị và hỗ trợ cuộc sống của xã hội Ukraine. Đây là điều phản ánh sức mạnh của Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào nhu cầu cần có của những bước đi táo bạo, những quyết định táo bạo. Chúng tôi cần những thứ thực sự thay đổi tiến trình của cuộc chiến, dẫn đến một nền hòa bình công bằng. Ông tuyên bố ám chỉ đến cái gọi là công thức hòa bình của ông mà Moscow đã nhiều lần bác bỏ là xa rời thực tế. Bất chấp những lời cầu xin của Kiev trong thời gian gần đây, chính phủ Anh được cho là đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để hỗ trợ cuộc xâm nhập Kursk. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Haley tuyên bố rằng Anh đang cung cấp vũ khí cho Kiev để bảo vệ đất nước có chủ quyền của họ, đồng thời nói thêm rằng điều này không ngăn cản họ tấn công các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên, ông đã nêu rõ rằng Anh sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy. Theo một binh sĩ Ukraine đã đầu hàng và được Bộ Quốc phòng Nga phỏng vấn, một số binh sĩ Ukraine đang bị chỉ huy của họ bỏ mặc, không có thức ăn và nước uống trong nhiều ngày, đồng thời bị cấm rút lui. Họ được cảnh báo rằng nếu rút lui sẽ bị tiêu diệt. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã phát hành một đoạn video clip dài 3 phút có cảnh người lính Ukraine và cựu sĩ quan cảnh sát Alexander Makesky. Người nói rằng ông đã tự nguyện đầu hàng lực lượng Nga sau khi lần đầu trải qua những khó khăn trên chiến tuyến do sự nhẫn tâm của hàng ngũ lãnh đạo quân đội đối với binh sĩ dưới quyền.
Makeyevsky cho biết anh đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát sau khi từ chối gia nhập lữ đoàn tấn công Ukraine. 3 tháng sau, anh hết tiền và nhận được giấy báo nhập ngũ. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ký hợp đồng với quân đội. Makeyevsky sau đó nhận được thông báo rằng anh ta sẽ được triển khai tới Donbass trên tuyến phòng thủ thứ hai, nơi được cho là không giao chiến trực tiếp với lực lượng Nga. Chúng tôi ngay lập tức bị đưa đến vứt ở đó và bị yêu cầu đào bới. Thuồng quá cùn, công việc không thể thực hiện được. Anh nhớ lại, chúng tôi không có thức ăn hoặc nước uống. Đến ngày thứ 6, tôi tưởng mình sắp chết. Anh cũng kể lại rằng, có ngày anh nghe thấy cuộc trò chuyện vô cùng hỗn loạn và căng thẳng trên đài phát thanh khi một nhóm người Ukraine quyết định rút lui. Nhóm đó được thông báo rằng, nếu các anh rút lui, chúng tôi sẽ bắn một loạt tên lửa Grad vào vị trí của các anh, chiến tranh sẽ xóa sạch mọi thứ. Makeyevsky thừa nhận rằng anh sợ hãi và muốn rời đi, nhưng anh biết rằng mình sẽ bị chính đồng đội hành quyết. Hai dân tộc anh em đang đọ sức với nhau, chiến tranh là địa ngục, chính phủ tham ô tiền bạc trong khi dân thường phải chịu đựng. Họ đang kiếm trác và các chỉ huy cũng không khá hơn, ông nói thêm. Nhiều binh sĩ Ukraine đầu hàng đã cáo buộc Kiev coi họ như là bia đỡ đạn và không hỗ trợ họ chiến đấu với những trang bị cơ bản. Họ cũng phàn nàn về việc thiếu đào tạo cơ bản và nhiều vụ đảo ngũ. Trong khi đó, quân đội Nga đã thiết lập một tần số vô tuyến đặc biệt mà người Ukraine có thể sử dụng để đầu hàng, đồng thời đảm bảo đối xử nhân đạo với các tù nhân chiến tranh. Người dùng mạng xã hội X chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì yêu cầu đồng minh dỡ bỏ các hạn chế tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa. Các bạn đang thua thảm hại và tấn công Nga là một bước đi tuyệt vọng sẽ dẫn đến một thất bại to lớn. Các bạn đang hủy hoại đất nước và con người của chính mình. Đó là một thảm họa cho Ukraine, là cơn ác mộng mà Ukraine sẽ gặp phải, tài khoản phẫn nộ nói. Người dùng khác trên mạng xã hội có tên Ali cho rằng Ukraine nên dừng lại và Tổng thống Zelensky sẽ bị Mỹ và các đồng minh NATO bỏ rơi. Bạn đang làm cho thế giới kém an toàn hơn. Trong khi đó, tờ báo của Anh đưa tin quân đội Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái do Anh cung cấp trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk khiến dân thường thiệt mạng. Theo tờ báo, Anh cũng đang cố gắng đặt vấn đề chặt chẽ cho quân đội Ukraine. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Gerasimov cho biết các đơn vị quân đội Ukraine lúc 5 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 tiến hành tấn công nhằm chiếm lãnh thổ ở khu vực Kursk, bước tiến của chúng đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh hoạt động ở khu vực Kursk sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tái lập biên giới quốc gia. Như Bộ Quốc phòng Nga đưa tin ngày 16 tháng 8, trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk, quân đội Ukraine mất tới 2.860 quân nhân và 41 xe tăng. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với đại diện truyền thông ở Petersburg nói rằng Moscow có thể đáp trả một cách bất cân xứng trước việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Putin nói thêm rằng Nga sẽ xem xét khả năng cung cấp vũ khí của mình cho những khu vực nơi các cuộc tấn công có thể được thực hiện nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của các quốc gia cung cấp tên lửa cho Kiev. Quân đội Nga liên tiếp giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng tiền tuyến ở Donetsk chỉ trong một ngày, trong khi Ukraine không thể phản công đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng tiền tuyến ở vùng Donetsk phía đông Ukraine và tiến gần hơn đến trung tâm quân sự Vodok. Svididonovka là địa điểm mang tính chiến lược quan trọng trong một thời gian dài nắm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine và tạo ra mối đe dọa đáng kể với lực lượng Nga. Việc giành quyền kiểm soát ngôi làng này cho phép các lực lượng Nga củng cố vị trí của họ theo hướng Podolsk và tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiến xa hơn. Cùng ngày, nguồn tin quân sự cũng báo cáo về Nga thành công kiểm soát các ngôi làng tiền tuyến khác nằm ở hướng Podolsk. Đến nay, cả hai ngôi làng đều không còn sự hiện diện của quân nhân Ukraine. Theo thông tin nhận được từ các nguồn tin quân sự, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào những ngôi làng tiền tuyến này đều được tiến hành trong điều kiện lực lượng vũ trang Ukraine kháng cự mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhờ các hành động phối hợp hiệu quả từ các đơn vị, quân đội Nga đã có thể đạt được mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực. Cả Novozhenoi và Zhytomyr đều nằm ở một khu vực chiến lược quan trọng do Ukraine kiểm soát trong một thời gian dài. Việc giải phóng các khu định cư này cho phép quân đội Nga củng cố vị trí của họ và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine ở Donetsk. Trong một diễn biến khác, một số nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã mang theo nhiều thiết bị quân sự tràn vào thành phố Torez cũng thuộc Donetsk và bắt đầu những trận chiến dữ dội với Ukraine.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là một cuộc tấn công toàn diện vào Torek có thể đã bắt đầu. Nhiều sĩ quan Ukraine chỉ huy các đơn vị bảo vệ Torek trước đó đã cảnh báo về những khó khăn mà lực lượng vũ trang nước này gặp phải trong khu vực và tình trạng hiện tại ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn với họ. Từ 5 đến 8 thiết bị quân sự Nga đã tiến vào, có những trận chiến dữ dội xảy ra, một sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine có biệt danh là Alex chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sĩ quan này không phải là người duy nhất nói về mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Torek. Các chuyên gia Ukraine cũng đang bắt đầu đưa ra những kịch bản khác nhau về hậu quả của việc quân đội để hệ thống phòng thủ ở Donetsk sụp đổ đối với đất nước. Hai tuần sau cuộc xâm nhập bất ngờ vào Nga, Ukraine dường như vẫn đang vật lộn để cân bằng giữa việc giành quyền kiểm soát lãnh thổ của Nga với việc để mất địa bàn ở trung tâm mặt trận phía đông thuộc vùng Donetsk. Cuối tuần qua, Tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố lực lượng của nước này đang tiến lên 2 dặm mỗi ngày trong đất Nga, nhưng lực lượng của Nga đã tiến thêm khoảng 3 dặm trong tháng này, trong bối cảnh Nga tập trung cho nỗ lực giành quyền kiểm soát trung tâm Perov. Trong suy nghĩ của nhiều người Ukraine, hai cuộc tấn công liên quan chặt chẽ với nhau và vẫn chưa thể chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Ukraine chờ đợi Nga sẽ chuyển lực lượng đáng kể từ mặt trận miền đông về bảo vệ Kursk. Tuy nhiên, Hanna, nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu cho biết, dù cuộc tấn công táo bạo của Ukraine đã diễn ra tốt hơn mong đợi, nhưng thực tế là Nga có vẻ đã không điều chuyển lực lượng khỏi sườn phía đông như mong đợi. Tuần trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Mỹ cho biết chỉ có một số thành viên thuộc các đơn vị không chính quy của Nga được điều về Kursk và Điện Kremlin có thể sẽ không rút các đơn vị chiến đấu khỏi các khu vực ưu tiên, trong đó có Podolsk. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS của Mỹ để phá hủy một cây cầu chiến lược ở phía bắc Glukovo thuộc tỉnh Kursk, cách biên giới khoảng 11 km. Động thái có thể dẫn đến việc cắt đứt một phần lãnh thổ của Nga dọc theo tiền tuyến đến phía tây nam của ngôi làng. Trong khi đó, tại Podolsk, giới chức địa phương đang xúc tiến việc sơ tán dân thường. Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố cảnh báo các lực lượng Nga gần như đã áp sát và nguy cơ đang gia tăng. Một năm trước, Podolsk được coi là nơi đủ an toàn để các nhà báo và nhân viên cứu trợ có thể ở lại qua đêm. Đường bộ và đường sắt từ đây kết nối thành phố trung tâm với Kramatorsk và Sloviansk. Việc Nga giành được Podolsk sẽ cắt đôi Donetsk. Có nhiều tin đồn, đại tá Iskulov, bị chỉ huy nổi tiếng của lữ đoàn 80 của Ukraine, bị cách chức vào cuối tháng 7 vì ông phản đối kế hoạch tấn công vào Nga vì không chắc đơn vị của ông có đủ sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ này. Vào thời điểm đó, nhiều người thuộc lữ đoàn công khai kêu gọi phục chức cho ông nhưng không thành công. Tình báo Estonia cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đã tập hợp đủ lực lượng để phản công toàn diện ở tỉnh Kursk và phản ứng của họ vẫn chưa được phối hợp tốt, có lẽ là để ưu tiên nhiệm vụ ở Donbas. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 8 đã có dấu hiệu về hành động đáp trả của Nga, một tên lửa đạn đạo phát nổ ở trung tâm Sumy, thành phố của Ukraine gần nhất với tỉnh Kursk của Nga. Các video cho thấy cảnh tượng hỏa hoạn và những chiếc ô tô bốc cháy. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết rằng hơn 1/3 lực lượng vũ trang của nước này đã được điều động tới biên giới với Ukraine và sẽ không rút quân trong tương lai gần. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ngày 18 tháng 8, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết Belarus đã phải điều động hơn 1/3 lực lượng vũ trang của nước này nhằm bảo vệ tuyến biên giới với Ukraine. Ông Lukashenko nói rằng việc điều động lực lượng Belarus diễn ra trong bối cảnh Ukraine cũng đang tăng cường lực lượng quân sự tại biên giới Belarus. Như Ukraine đã nói, họ nghĩ rằng Nga sẽ lại tấn công từ lãnh thổ Belarus, từ gần Gomin. Giống như lúc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, họ quyết định tăng cường 120.000 quân ở đó. Để đáp lại, tôi đã phải bố trí lại gần 1/3 lực lượng vũ trang Belarus để củng cố biên giới, ông Lukashenko nói. Tổng thống Belarus cũng cho biết thêm rằng các lực lượng đặc biệt như là Alpha, Aman và những đơn vị khác cũng đã được triển khai tới tuyến biên giới. Các đơn vị được triển khai đến đó 2 năm rưỡi trước vẫn ở đó. Quân đội có mặt ở cả phía chúng tôi và phía họ. Chúng tôi không thể rút quân khỏi biên giới với Ukraine. Ông Lukashenko trả lời câu hỏi về khả năng rút quân Belarus khỏi biên giới với Ukraine trong tương lai. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Kanenin hôm 16 tháng 8 cũng đã cảnh báo rằng tình hình ở khu vực tác chiến biên giới phía nam Belarus vẫn tiếp tục căng thẳng. Ukraine chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố trên của ông Lukashenko. Tuy nhiên, ông Demchenko, người phát ngôn của cơ quan biên phòng Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết rằng
tình hình ở biên giới với Belarus vẫn không thay đổi. Chúng tôi không thấy bất kỳ sự gia tăng nào về số lượng thiết bị hoặc nhân sự của các đơn vị quân đội Belarus gần biên giới của chúng tôi, ông Danchenko nói. Để giữ vững những vùng đã chiếm được ở Kursk nhằm ép Nga phải đàm phán, Kiev sẽ phải trả giá đắt vì thiếu trang bị chiến đấu hạng nặng. Theo góc nhìn bán quân sự và phóng viên quân sự Nga, hoạt động tại các khu vực mà lực lượng vũ trang Ukraine đột phá ở khu vực Kursk của Nga vẫn còn khó khăn, nhưng quân đội Nga đã kiểm soát được tình hình, đà tiến của Ukraine bắt đầu chậm lại. Ở hầu hết các khu vực, quân Nga đã cầm chân thành công vụ lực lượng Ukraine để chờ lực lượng tiếp viện lên phản công chiếm lại các vùng đã mất. Nhưng ở một số nơi, các đơn vị Ukraine đã xuyên phá thành công và dần dần tiến lên, bất chấp tổn thất rất nặng nề. Tình hình mặt trận Kursk tính đến hết ngày 17 tháng 8 cho thấy, sau các trận đánh căng thẳng với các lực lượng quân địa phương Nga, lực lượng Ukraine đã chiếm được hai khu định cư. Hiện nay, các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục mở rộng cuộc tấn công vào Komarovka, trung tâm hội đồng làng địa phương. Cùng lúc đó, lực lượng vũ trang Ukraine phát động cuộc tấn công từ vùng Sumy vào làng cách biên giới 1 km ở quận Korensny ở vùng Kursk. Một số phân đội Ukraine cũng tiến công từ vùng Sumy sang khu vực thị trấn Telkino, giáp biên giới của quận Glukovsky, vùng Kursk. Những dữ liệu này cho thấy, quân Ukraine đang tiếp tục phát triển tiềm năng tấn công ở vùng Sumy sang khu vực Kursk của Nga, tích cực gây áp lực ở một số khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga, mở rộng vùng kiểm soát ở những nơi có thể và thăm dò khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Nga ở các khu vực khác để tạo địa điểm mới cho bước đột phá. Trong khi đó, Moscow cũng đã bắt đầu đưa các đơn vị chủ lực mới được chi viện từ các khu vực khác vào trận chiến nhằm ngăn chặn hoàn toàn đà tiến công của Kiev, sau đó tiến hành phản công đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk, làm cạn kiệt lực lượng dự bị của quân đội Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga cũng tích cực giáng đòn vào hậu phương của lực lượng Ukraine ở vùng Sumy, đánh trúng các điểm tập trung binh lực, phá hủy các phương tiện chiến đấu để quân Ukraine không có trang bị hạng nặng để tấn công và hỗ trợ phòng thủ. Trong những ngày qua, các đòn tập kích bằng tên lửa Iskander của Nga đã liên tiếp phá hủy nhiều hệ thống phòng không Patriot, các hệ thống xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và 15 đoàn xe tiếp tế của quân đội Ukraine. Mục đích của quân Nga rất rõ ràng là nhắm thẳng vào các hệ thống trang bị chiến đấu của đối phương để các đơn vị Ukraine nếu có tiếp tục tiến sang được vùng Kursk cũng mất đi khả năng đột kích vào các tuyến phòng thủ của Nga, đồng thời cũng mất đi các hệ thống che chắn bảo vệ. Do đó, các toán quân Ukraine ở vùng Kursk sẽ gặp khó khăn cực lớn từ hỏa lực vượt trội của lực lượng vũ trang Nga và để giữ lại những vùng đất đã đánh chiếm được nhằm gây áp lực buộc Moscow phải đàm phán, chính quyền Kiev dự báo sẽ phải gánh chịu hao tổn rất lớn về xương máu của binh sĩ Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phủ nhận thông tin về bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Moscow và Kiev sau khi có tin cuộc tấn công vào tỉnh Kursk Nga làm trì hoãn các cuộc đàm phán này. Ngày 18 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phủ nhận thông tin về bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp. Bà Zakharova bình luận về bài viết gần đây, trong đó trích dẫn nguồn tin rằng việc Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk của Nga đã ngăn cản các cuộc đàm phán bí mật giữa Moscow và Kiev liên quan lệnh hoãn các cuộc tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các cuộc đàm phán được cho là do Qatar làm trung gian. Không ai làm chệch hướng bất cứ điều gì, bà Zakharova nói, giải thích rằng hai bên chưa thỏa luận về bất kỳ chế độ an ninh nào cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng như nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine và ở Kursk đến từ Kiev chứ không phải Moscow. Bà Zakharova nói thêm rằng Nga và Ukraine không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ mùa xuân năm 2022, ngoại trừ hoạt động trao đổi tù binh do các bên trung gian tạo điều kiện. Người phát ngôn nói rằng Ukraine đã có mọi cơ hội để giải quyết xung đột thông qua đàm phán nhưng Kiev từ chối. Bà Zakharova nhắc lại sáng kiến hòa bình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong hồi tháng 6. Trong đó, ông Putin nói rằng Nga đã sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine ngay lập tức nếu Kiev rút quân khỏi 4 tỉnh mà Moscow tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022 và cam kết duy trì tình trạng trung lập. Theo bà Zakharova, Ukraine đã phản ứng với cử chỉ thiện chí của Nga bằng cách phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk. Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của bà Zakharova.
Hãng Reuters đưa tin không quân Ukraine vừa phá hủy cây cầu chiến lược bắc qua sông Syrmi tại vùng Kursk, cắt đứt một trong những tuyến đường tiếp tế của lực lượng Nga. Hướng Kursk lại một cây cầu nữa. Không quân Ukraine tiếp tục làm suy yếu năng lực hậu cần của kẻ thù bằng hoạt động không kích chính xác, tác động đáng kể đến tiến trình giao tranh. Chỉ huy Mykola viết trên Telegram kèm hình ảnh khói bốc lên cao từ vụ nổ trên một cây cầu. Reuters chưa thể xác thực thông tin này. Đây là cây cầu thứ hai bị Ukraine nhắm đến từ ngày 17 tháng 8. Không lâu trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine sử dụng hệ thống pháo phóng loạt HIMARS phá hủy một cây cầu trên địa bàn Kursk, giết hại đội ngũ tình nguyện viên đang sơ tán dân thường. Giới chuyên gia quân sự xác định trong khu vực nơi Ukraine tấn công có 3 cây cầu phục vụ hoạt động tiếp tế cho lực lượng Nga. Phát biểu ngày 18 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine vẫn đang gây ra tổn thất nặng nề cho Nga ở Kursk. Ông kêu gọi phương Tây đẩy nhanh viện trợ vũ khí như đã hứa. Ukraine phát động chiến dịch tấn công qua biên giới vào ngày 6 tháng 8, giao tranh tập trung tại vùng Kursk. Nga rút hàng nghìn quân về nước để tham gia cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ, nhưng không từ bỏ hoạt động quân sự ở hai mặt trận miền Đông và miền Bắc Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine lại chuyển quân từ vùng Donetsk để tấn công Kursk, chiến khiến cho lực lượng bám trụ nhiều sức ép hơn. Giới chuyên gia nhận định chiến dịch tấn công sẽ có tác động đáng kể đến tình hình chiến sự tổng thể, tùy thuộc Ukraine giữ được số lãnh thổ chiếm đóng tại Nga bao lâu. Nga tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ ngay lập tức nếu Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 8 cho biết cơ quan này đang xem xét nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch của Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk và đổ lỗi cho Moscow. Nếu Kiev triển khai các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa tại phần lục địa châu Âu này, gây ra ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, Nga sẽ đáp trả cứng rắn ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Dù không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng trả đũa, nhưng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh một kế hoạch tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố hạt nhân. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 90 km. Nhà máy này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine ở vùng Kursk những ngày gần đây làm dấy lên lo ngại về sự an toàn hạt nhân. Trước đó, tối 16 tháng 8, truyền thông Nga dẫn nguồn tin chưa xác thực nói rằng Kiev đang có kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga và cả nhà máy điện hạt nhân ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc. Sau gần 2 tuần kể từ khi đột kích vào vùng biên giới Kursk, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến sâu hơn 30 km và kiểm soát khu vực rộng khoảng 1.150 km2. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine hôm 17 tháng 8 cho hay, quân đội Ukraine tiếp tục củng cố các vị trí ở Kursk và bắt giữ thêm tù binh Nga. Giới chức Ukraine cũng nêu rõ cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà nhằm bảo vệ người dân các vùng biên giới Ukraine, buộc Nga phải chuyển nguồn khỏi lực lượng chiến tuyến Donbass. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tuần này tuyên bố Moscow sẽ đáp trả thích đáng hành động khiêu khích nghiêm trọng của Ukraine. Chủ nhân điện của Kremlin cũng nhấn mạnh Moscow không có lý do gì để đàm phán với Kiev khi Ukraine tấn công dân thường ở biên giới Nga. Dẫn nguồn thạo tin cũng cho hay, cuộc đột kích đã làm trạch hướng các cuộc đàm phán bí mật do Qatar làm trung gian giữa Moscow và Kiev, vốn có thể mở đường cho một lệnh ngừng bắn một phần. Theo một nhà ngoại giao giấu tên, Nga và Ukraine đã có ý định cử phái đoàn đến Doha để đàm phán một thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Nga và Ukraine vào hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, khi Ukraine đột kích vào Kursk, triển vọng cho cuộc đàm phán trực tiếp này trở nên mờ mịt. Phía Nga đã yêu cầu hoãn cuộc gặp nhưng không hủy hoàn toàn mà chỉ nói họ cần thêm thời gian. Các cuộc đàm phán bí mật về chấm dứt tấn công cơ sở hạ tầng giữa Nga và Ukraine đã diễn ra khoảng 2 tháng qua. Một số người tham gia vào các cuộc thảo luận thậm chí còn hy vọng những trao đổi này có thể mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Kiev dường như hoài nghi về các cuộc đàm phán, cho rằng tỷ lệ thành công chỉ khoảng 20%. Theo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk có thể buộc Nga phải đáp trả bằng hạt nhân. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo cuộc đột kích của Ukraine vào vùng biên giới Kursk gây ra rủi ro to lớn cho an ninh toàn cầu. Hành động khiêu khích của Ukraine ở vùng Kursk có thể đẩy Nga vào hành động đáp trả vượt qua mức vũ khí thông thường. Điều nguy hiểm là kiểu leo thang này có thể buộc Nga đáp trả bất cân xứng, chẳng hạn như sử dụng vũ khí hạt nhân.
Ông cho biết thêm hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga ở Belarus đã sẵn sàng khai hỏa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Những hệ thống này đã sẵn sàng cho các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật, sẵn sàng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, ông Lukashenko cảnh báo. Theo học thuyết hạt nhân hiện tại, Nga chỉ có thể triển khai kho vũ khí hạt nhân của mình để đáp trả việc sử dụng hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại nước này hoặc các đồng minh, cũng như trong trường hợp hành động gây hấn bằng vũ khí thông thường đe dọa đến sự tồn vong của Nga. Ukraine sắp tới sẽ phải nhận đòn đáp trả quyết liệt từ phía Nga sau khi đột kích sâu vào tỉnh Kherson của nước này. Một đoàn xe có quy mô lớn của Ukraine chở quân tiếp viện tới tỉnh Kherson đã bị tên lửa Nga tấn công tại tỉnh Sumy, Ukraine giáp biên giới với Nga. Theo các nguồn tin Nga, cuộc tấn công tên lửa đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine. Một lượng lớn xe cứu thương của Ukraine đã đến hiện trường và đưa những người bị thương vong trong vụ tấn công tới bệnh viện. Hành động trả đũa của Tổng thống Nga Vladimir Putin mới bắt đầu ở Kursk và điều này sẽ thực sự đáng sợ. Bài báo đặc biệt nhấn mạnh rằng binh sĩ Nga theo lệnh của các quan chức cấp cao đang tiến hành đáp trả người Ukraine. Dựa trên thông tin được truyền thông phương Tây tiết lộ trong những ngày gần đây, Nga đang vận chuyển ngày càng nhiều thiết bị quân sự tới Kursk với quy mô lớn và đang điều động binh lính từ những nơi xa xôi như Kaliningrad, Murmansk và Grozny. Nga đã rút một số lượng binh sĩ cấp lữ đoàn lên tới hàng nghìn người khỏi Ukraine để bảo vệ Kursk. Do lực lượng Nga tổ chức kháng cự nhanh chóng và có kết quả, quân tiếp viện đến kịp thời nên thương vong của quân Ukraine ở khu vực Kursk đã tăng mạnh. Tối 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong 10 ngày kể từ khi trận chiến tại Kursk bắt đầu, quân đội Nga đã gây thương vong cho tổng cộng 2.860 binh sĩ Ukraine trong cuộc phản công chống lại nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm kiểm soát tỉnh Kursk của Nga. Ngoài ra, Nga cũng đã phá hủy khoảng 300 xe tăng, xe vận chuyển quân và xe bọc thép của Ukraine. Trên chiến trường Kursk, các nhà báo phương Tây đã chứng kiến cảnh tượng các xe quân sự của Ukraine bị đốt cháy. Nhà phân tích cho biết sau cuộc tấn công vào Kursk, các thị trấn lân cận ở tỉnh Sumy của Ukraine đã bị quân đội Nga ném bom theo cách chưa từng có. Hiện nay, Nga đang nỗ lực hết sức để tiến hành sơ tán dân thường ở khu vực biên giới giữa hai nước. Grakov, Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga ngày 16 tháng 8 tuyên bố rằng sẽ nỗ lực sơ tán 5 ngôi làng ở tỉnh Belgorod gần biên giới hai nước giáp danh với Kursk. Một khi dân thường di chuyển ra khỏi khu vực biên giới, Nga có thể thoải mái thực hiện đòn tấn công kép vào quân đội Ukraine ở Kursk cả trên không và trên bộ. Vào thời điểm đó, hành động trả đũa của Tổng thống Nga Putin chính thức được phát động và nó được cho là sẽ rất kinh hoàng. Điều đáng chú ý là hành động trả đũa này không chỉ giới hạn ở Kursk mà còn mở rộng ra toàn bộ Ukraine. Theo trang Shohu của Trung Quốc, vào ngày 16 tháng 8, quân đội Nga đã phóng tên lửa Iskander tấn công dữ dội sân bay của Ukraine, phá hủy máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M của Ukraine và gây ra thiệt hại lớn cho hoạt động của quân đội Ukraine. Ngoài ra, trong tuần qua, quân đội Nga còn tiến hành 17 cuộc tấn công chùm vào các cơ sở hạ tầng sân bay, khu tập kết quân dự bị của quân đội Ukraine và các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quân sự của Ukraine. Hơn nữa, Nga còn giành được lợi thế trên nhiều mặt trận, tiêu diệt và làm bị thương 14.560 quân Ukraine. Đức buộc phải cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine do các hạn chế ngân sách. Viện trợ này sẽ còn giảm đáng kể trong những năm tới, với dự đoán giảm xuống dưới 1/10 số tiền hiện tại vào năm 2027. Quyết định hạn chế viện trợ quân sự được quy cho các cắt giảm ngân sách do Văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính yêu cầu. Theo bài viết ngày 17 tháng 8 từ Cổng Thông tin, các yêu cầu bổ sung cho viện trợ quân sự từ Bộ Quốc phòng theo khuyến nghị của Thủ tướng sẽ bị từ chối. Bài viết trích dẫn một bức thư từ Bộ trưởng Tài chính gửi Bộ trưởng Quốc phòng Boris ngày 5 tháng 8 nêu rõ các hạn chế đối với viện trợ quân sự. Báo cáo cho biết thêm rằng viện trợ quân sự dự kiến cho Ukraine có khả năng giảm đáng kể trong những năm tới, với dự đoán giảm xuống dưới 1/10 số tiền thiệt hại vào năm 2027. Bức thư của ông Lindner cho thấy Bộ Tài chính không dự đoán việc ngừng đột ngột viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, các quỹ dự kiến sẽ đến không phải từ ngân sách Đức mà từ tài sản bị đóng băng của các ngân hàng Nga. Các tác giả nhắc nhở rằng tài sản của Nga được ước tính là 300 tỷ đô la Mỹ. Theo quyết định của các nước G7, lãi suất từ số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các nhà báo lưu ý rằng việc sử dụng tài sản của Nga là không chắc chắn và gây tranh cãi về mặt pháp lý. Có thể nghi ngờ liệu các quỹ của Nga có thể được sử dụng trong tương lai hay không, các tác giả viết.
Tác động của việc hạn chế ngân sách đã rất rõ ràng. Một số khoản mua sắm, chẳng hạn như hệ thống phòng không, đề nghị cung cấp cho Ukraine đã không được tài trợ. Bài viết nhấn mạnh rằng các quỹ được phân bổ cho viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay khoảng 8 tỷ euro đã cạn kiệt và mức chi tiêu cho năm tới 4 tỷ euro đã vượt quá hạn mức. Đã xuất hiện những chỉ trích về quyết định của chính phủ cả trong liên minh cầm quyền và trong các đảng đối lập. Nghị sĩ đã cáo buộc thủ tướng giả dối, nói rằng ông Strong hứa hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong khi muốn trở thành thủ tướng của hòa bình. Nghị sĩ đã nhấn mạnh rằng việc hạn chế viện trợ của Đức đã đặt Ukraine vào một tình thế khó khăn. Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể xem điều này là dấu hiệu rằng Đức đang rút hỗ trợ cho Ukraine, làm cho việc đạt được giải pháp ngoại giao trở nên khó khăn hơn. Nếu Ukraine thua cuộc chiến, lên tới 15 triệu người tị nạn có thể rời khỏi đất nước. Có bao nhiêu người trong số họ sẽ đến Đức? Thống kê độc lập cho thấy trung bình số xe tăng Ukraine mất mỗi ngày đã tăng gấp 4 lần và xe bộ binh tăng hơn 10 lần từ khi Kiev tấn công vùng Kursk trên lãnh thổ Nga. Ukraine đang có phần liều lĩnh trả giá đắt cho việc tấn công và chiếm đóng lãnh thổ Nga tại vùng Kursk, cái giá đắt đỏ. Để kiểm soát phần lãnh thổ Nga rộng 520 km2 và giằng co thêm 900 km2 khác với lực lượng của Moscow, Kiev đã phải huy động một lượng quân tương đối lớn, khoảng 6 lữ đoàn, nhiều tiểu đoàn độc lập và các đơn vị hỗ trợ khác. Con số này được xem là cực kỳ lớn trong bối cảnh quân đội Ukraine cũng phải dàn rất mỏng lực lượng để tranh giành với quân Nga từng tấc đất trong lãnh thổ được thế giới công nhận của nước mình. Tình thế có vẻ bi quan hơn khi con số thiệt hại vật chất Ukraine nhận được tăng vọt từ 6 đến 8, thời điểm Kiev mở chiến dịch tiến công vùng Kursk. Theo nhóm đơn vị chuyên thống kê thiệt hại vật chất mà Nga và Ukraine hứng chịu trong toàn bộ cuộc xung đột Nga-Ukraine từ cuối tháng 2 năm 2022 đến nay, trung bình mỗi ngày, quân đội Ukraine mất 1 xe tăng và 3 phương tiện cơ giới bộ binh. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 6 tháng 8 đến nay, thời điểm Ukraine xâm nhập và tấn công vùng Kursk của Nga, con số này đã tăng vọt lên mức 4 xe tăng và 41 phương tiện cơ giới bộ binh mỗi ngày. Nói cách khác, Ukraine đang nhận thiệt hại gấp 4 lần về xe tăng và 14 lần về xe bộ binh. Không chỉ về lượng, thiệt hại trên còn khá tai hại về chất. Ngày 11 tháng 8, một đơn vị vận hành máy bay không người lái của quân đội Nga đăng video cho thấy đã thả đạn tuần kích Lancet nhắm thẳng vào một xe tăng Challenger 2, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực được Anh viện trợ cho Ukraine hồi năm 2023. Hình ảnh được cung cấp sau đó cho thấy chiếc xe tăng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Chiếc Challenger 2 bị trúng đạn thuộc lữ đoàn tấn công đường 082, đơn vị duy nhất được biên chế dòng xe tăng này. Hình ảnh được cung cấp sau đó cho thấy chiếc xe tăng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Chiếc Challenger 2 bị trúng đạn thuộc lữ đoàn tấn công đường 082, đơn vị duy nhất được biên chế dòng xe tăng này. Đây mới chỉ là chiếc Challenger 2 thứ hai do Anh hỗ trợ được xác nhận bị tiêu diệt. Không chỉ Challenger 2, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào lữ đoàn này cũng tiêu diệt nhiều xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất. Vì sao Ukraine liều mình chơi lớn ở Kursk? Nhận định việc Ukraine sẵn sàng đánh đổi các vũ khí hiếm và giá trị do phương Tây cung cấp cho thấy tầm quan trọng trong giới lãnh đạo nước này đặt ra cho chiến dịch quân sự tại Kursk, nhà phân tích Phần Lan nhận định. Theo dõi các tuyên bố của giới chức Ukraine và thực tế chiến trường, ta ngày càng thấy rõ Ukraine đang muốn thiết lập một vùng đệm ở Kursk, đồng thời giành thêm lợi thế cho những cuộc đàm phán tiềm năng. Tuy nhiên, càng đánh sâu, quân đội Ukraine nói chung và lữ đoàn 82 nói riêng sẽ càng khó gặp khó khăn về mặt hậu cần. Việc tiếp tế lương thực, nhiên liệu và đạn dược sẽ càng phức tạp. Ông Jack Watling, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia London Anh cảnh báo, đà tiến quân chiếm đất của Ukraine có hạn và sẽ có lúc trở nên quá sức. Điều này đồng nghĩa Ukraine sẽ cần sớm bắt đầu cố thủ để duy trì vị trí chờ các hoạt động đàm phán. Viễn cảnh tốt nhất cho Ukraine là khi các lực lượng của họ cố thủ, quân đội Nga cảm thấy phải chiếm lại lãnh thổ cho bằng được và nhận tổn thất nặng nề. Trong lúc quân đội Ukraine chiếm ưu thế tại Kursk, Nga tiếp tục tiến nhanh vào thành phố Podolsk có ý nghĩa then chốt về mặt quân sự ở miền đông Ukraine. Dù không phải là thành phố lớn, chỉ có 60.000 dân ở thời điểm trước khi cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra và đến nay, đã có rất nhiều người đã rời khỏi thành phố nhưng Podolsk vẫn được coi là điểm trung chuyển hậu cần chiến lược nhờ vị trí dễ dàng tiếp cận trung tâm quân sự. Quân đội Ukraine sử dụng tuyến đường kết nối giữa Podolsk và Kotianika để tiếp ứng cho tiền tuyến và sơ tán người thương vong về Dnipro.
Ông Dobryas, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, đã hối thúc cộng đồng dân cư tại đây sơ tán ngay lập tức. Quân Nga đang tiến nhanh vào khu vực ngoại ô Podolsk. Ông Dobryas cảnh báo trên Telegram hôm 15 tháng 8. Lời cảnh báo của ông cho thấy Moscow chưa hạ nhiệt các cuộc tấn công vào nhiều khu vực ở Ukraine, bất chấp việc Kiev đạt được nhiều bước tiến trong chiến dịch đột kích bất ngờ vào Kursk hơn một tuần trước đó. Dù có thông tin Nga dường như đã huy động hàng nghìn binh sĩ từ tiền tuyến về Kursk để giành lại những khu vực bị Ukraine chiếm đóng, nhưng ông Dobryas khẳng định quân Nga đã tiến rất sát vào Podolsk. Họ chỉ còn cách ngoại ô Podolsk khoảng 10 km, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong nhiều tháng qua, Nga đã buộc Ukraine phải kéo giãn hệ thống phòng ngự trên toàn bộ khu vực tiền tuyến, hòng chiếm thêm được càng nhiều vùng lãnh thổ càng tốt trước khi Ukraine tuyển mộ thêm nhiều binh sĩ và nhận thêm nhiều vũ khí viện trợ của phương Tây. Dù Nga không giành được nhiều kết quả đáng kể ở tiền tuyến trong thời gian qua, bước tiến nhanh chóng gần đây của họ tại Podolsk đã khiến cho Ukraine và các đồng minh lo ngại, bởi điều này đồng nghĩa Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến gần hơi với mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Cùng với Podolsk, thành phố Kostiantynivka nằm ở phía cực nam vành đai chiến lược Drukika, Kramatorsk và Sloviansk được coi là xương sống trong hệ thống phòng ngự của Ukraine trong khu vực. Chính vì thế, bất kỳ bước tiến nào của binh sĩ Nga hướng về phía khu vực cũng khiến cho Kiev quan ngại. Ông Stehi, sĩ quan lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của Ukraine thừa nhận, cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk đã không khiến Nga chùn bước trong việc tấn công vào Donetsk. Thậm chí các cuộc tấn công của Nga diễn ra không ngưng nghỉ và giao tranh liên tục cả ngày. Quân đội Nga đang làm hết sức để thành công ít nhất ở một nơi nào đó, bù đắp cho những gì diễn ra tại Kursk. Trong diễn biến có liên quan, tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận giao tranh căng thẳng đang diễn ra tại hai thành phố là Podolsk và Torek. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ cũng đánh giá quân đội Nga đang duy trì nhịp độ tấn công mạnh mẽ ở Donetsk, cho thấy tướng lĩnh quân đội Nga tiếp tục ưu tiên tiến công ở miền đông Ukraine, ngay cả khi Ukraine đang gây sức ép với Nga ở Kursk. Ukraine nói rằng chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk là nhằm mục đích buộc Nga tham gia vào quy trình đàm phán công bằng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cuộc tấn công của Kiev đã phá hỏng các cuộc đàm phán bí mật do Qatar làm trung gian. Ukraine lên kế hoạch trong hơn một năm. Đài Mỹ dẫn lời một cố vấn cấp cao của chính phủ Ukraine cho biết Kiev đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công theo kiểu xâm nhập vào lãnh thổ Nga, giống như cuộc đột kích vào tỉnh Kursk trong một thời gian dài. Theo vị cố vấn này, ý tưởng về một cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga đã được đưa ra thảo luận trong hơn một năm ở Kiev. Mục tiêu của chiến dịch như vậy là chuyển hướng sự chú ý của Nga khỏi các khu vực khác của tiền tuyến, đặc biệt là Donbas, nơi lực lượng của Moscow đã liên tục tiến quân kể từ đầu năm tới nay. Cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một canh bạc rủi ro của Ukraine, bởi trong tuần này, quân đội Nga đã tuyên bố chiếm được 3 khu định cư tại Donetsk và tiếp cận thị trấn chiến lược Ukraine gọi là Podolsk. Câu hỏi bây giờ là Ukraine muốn và có thể giữ được khu vực họ kiểm soát ở Kursk trong bao lâu mà không phải hy sinh thêm các vùng lãnh thổ ở Donbas. Trong khi đó, nguồn tin cho hay cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga đã buộc Ukraine phải triển khai một lực lượng dự bị mà Kiev xây dựng với sự hỗ trợ của phương Tây, vốn dự kiến dành cho các hoạt động vào cuối năm nay và năm 2025. Theo đó, 6.000 quân đã được điều đến Kursk và khoảng 4.000 quân bổ sung được triển khai để hỗ trợ tại khu vực Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới với Nga. Đầu tuần này, Thiếu tướng Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga, cho biết thông tin tình báo mà quân đội Nga thu thập được cho thấy mục đích thực sự của Ukraine khi đột kích ở tỉnh Kursk là chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Theo ông, Kiev kỳ vọng quân đội của họ có thể đạt được mục tiêu này vào ngày 11 tháng 8. Cuộc tấn công chớp nhoáng này được cho là nhằm chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân ở Kuchatov và bắt đầu đàm phán với tối hậu thư yêu cầu Nga rời khỏi một số nơi hoặc phải làm gì đó. Tuy nhiên, họ đã thất bại, ông Aladinov nhấn mạnh. Các cuộc đàm phán bí mật. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky đầu tuần này nói rằng chiến dịch của Kiev đột kích vào tỉnh Kursk là nhằm mục đích thuyết phục Nga tham gia vào quy trình đàm phán công bằng. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 8, nguồn tin nói rằng cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đã phá hỏng các cuộc đàm phán bí mật do Qatar làm trung gian giữa Moscow và Kiev, vốn có thể mở đường cho một lệnh ngừng bắn một phần.
Một nhà ngoại giao giấu tên nói với tờ báo rằng cả hai bên đều có ý định cử các phái đoàn đến Doha để đàm phán một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, khi Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga vào đầu tuần trước, các cuộc đàm phán vốn đã lên kế hoạch lại bị đặt dấu hỏi. Theo một nguồn tin, các quan chức Nga đã hoãn các cuộc gặp, mô tả cuộc tấn công vào Kursk là một sự leo thang. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao giấu tên cho biết Nga không hủy bỏ các cuộc đàm phán. Họ nói hãy cho họ thời gian. Cuộc đàm phán nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đã diễn ra trong 2 tháng qua và chỉ cần giải quyết các chi tiết nhỏ của thỏa thuận trước hội nghị thượng đỉnh. Một số người tham gia vào các cuộc thảo luận thậm chí còn hy vọng nó có thể mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột. Ukraine ngày càng lo ngại về việc liệu nước này có thể sống sót qua mùa đông hay không nếu Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Hồi tháng 5, Kiev ước tính có tới 50% công suất năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy. Chúng ta chỉ có một cơ hội để vượt qua mùa đông này, đó là nếu Nga không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào lưới điện, Washington Post dẫn nguồn tin Ukraine cho biết. Các quan chức cấp cao ở Kiev tỏ ra hoài nghi về các cuộc đàm phán, ước tính cơ hội thành công của họ ở mức 20% hoặc thấp hơn. Sau khi Nga quyết định tạm dừng, phái đoàn Ukraine được cho là vẫn muốn đến Doha, nhưng Qatar đã từ chối vì thấy không có lý do gì để tiến hành các cuộc đàm phán theo hình thức như vậy. Một học giả người Nga cho rằng Moscow sẽ không muốn thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với Ukraine sau cuộc đột kích vào tỉnh Kursk. Tổng thống Nga Putin cũng đã nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều là không thể nếu Kiev vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường hoặc đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân. Lần gần đây nhất, Ukraine và Nga tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình là tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Mặc dù các cuộc đàm phán ban đầu đã đạt được tiến triển nhưng sau đó đã sụp đổ. Moscow đổ lỗi cho sự can thiệp của Thủ tướng Anh, khi đó là Boris Johnson, người đã được cho là khuyên Kiev tiếp tục chiến đấu. Ông Johnson đã phủ nhận cáo buộc này. Kiev cần những quyết định táo bạo mới từ phương Tây để đánh bại Nga, theo Tổng thống Ukraine Zelensky. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng chính quyền của ông một mực cho rằng các đồng minh phương Tây của họ phải thực hiện những bước đi táo bạo hơn nữa để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev, đồng thời chỉ ra Vương quốc Anh là quốc gia từng nắm giữ sự lãnh đạo thực sự nhưng hiện tại đang tụt lại phía sau. Trong bài phát biểu hàng ngày hôm 17 tháng 8, ông Zelensky bày tỏ ý định khắc phục tình hình với các đồng minh phương Tây được cho là đang hạn chế khả năng tấn công tầm xa của Ukraine và ngăn cản Kiev sử dụng toàn bộ vũ khí được tài trợ để hỗ trợ việc xâm chiếm vùng Kursk của Nga. Năng lực tầm xa của lực lượng chúng tôi là câu trả lời cho tất cả những vấn đề quan trọng nhất, cho tất cả những vấn đề chiến lược nhất của cuộc chiến này. Ông nói và hứa sẽ tăng cường công tác ngoại giao với Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác để xóa bỏ mọi rào cản trong việc sử dụng vũ khí. Đặc biệt trong suốt cuộc chiến này, chúng tôi đã thấy rằng Vương quốc Anh đã thể hiện vai trò lãnh đạo thực sự về vũ khí, chính trị và hỗ trợ đời sống xã hội của Ukraine. Đây là những gì phản ánh sức mạnh của Vương quốc Anh, ông Zelensky tuyên bố. Nhưng đáng tiếc là bây giờ tình hình đã chậm lại, chúng tôi sẽ thảo luận cách khắc phục điều này, bởi khả năng tầm xa là vấn đề nguyên tắc đối với chúng tôi, ông nói thêm. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải có những bước đi táo bạo, những quyết định táo bạo, chúng tôi cần những thứ thực sự thay đổi, cục diện cuộc chiến, từ đó đi đến một nền hòa bình công bằng. Ông nói đề cập đến cái gọi là công thức hòa bình của mình, điều mà Moscow đã nhiều lần bác bỏ vì cho rằng xa rời thực tế. Vào ngày 6 tháng 8, các lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức phương Tây đã ăn mừng và lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Ukraine nhưng phủ nhận mọi sự liên quan tới chiến dịch này. Chính quyền Ukraine được cho là đang chuẩn bị một cuộc khiêu khích hạt nhân bằng cách tấn công các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhzhia. Bộ Nội vụ của Chính quyền Quân sự Dân sự vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm cho biết, đến thời điểm này, chúng tôi đã biết về ý định của Ukraine về việc tấn công các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enogoda hoặc Kursk ở Kuchato. Ý định của Kiev là cáo buộc Moscow thực hiện một chiến dịch dương cờ giả để có thể biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine. Quan chức an ninh cho biết. Cũng theo nguồn tin trên, các thông tin đã được thu thập trong quá trình thẩm vấn các quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 82. Phóng viên quân sự Marat Kherulin cũng cho biết Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc khiêu khích hạt nhân, trích dẫn các nguồn tin từ Ukraine.
Theo phóng viên, khả năng rất cao là lực lượng Ukraine sẽ tấn công vào Kursk hoặc nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Họ có kế hoạch tấn công các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã cạn kiệt. Ông Marat Karolin thông tin trên kênh Telegram của mình. Các đầu đạn đặc biệt đã được chuyển đến thị trấn Hotivudi, vùng Dnipropetrovsk, tại nhà máy lọc quặng Vostony. Trong một diễn biến liên quan, RIA Novosti trích dẫn lời ông Sergei Lebedev, được giới thiệu là lãnh đạo ngầm khu vực Nikolaev, cho biết cuộc tấn công dự định sẽ được thực hiện bằng vũ khí NATO với sự đồng ý của phương Tây. Ukraine đang có kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa với vũ khí NATO vào các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporozhye trong thời gian tới. Ông Lebedev cho biết, các cơ quan tình báo phương Tây, đặc biệt là Anh, đang giám sát cuộc tấn công khủng bố. Tên lửa tầm xa không thể bay mà không có sự cho phép của họ. Cũng theo ông Lebedev, một số lượng lớn các phóng viên phương Tây đã đến khu vực Sumy gần Kursk, cũng như phần thuộc quyền kiểm soát của Ukraine ở Zaporozhye. Dấu hiệu này là một phần của sự chuẩn bị của Kiev cho chiến dịch dương cờ giả hạt nhân.